Đây là hiện trường vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 22 tháng 9 năm 2018 tại gara ô tô Huy Hoàng ở lô 29A ven sông phía nam cầu Cẩm Lệ xã Hòa Châu huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, khi đó người đi đường thấy khói và lửa bốc ra từ gara ô tô nên đã gọi người dân xung quanh đến dập lửa. Lúc đó trong gara có 8 chiếc xe ô tô nhưng 4 chiếc ở gara bị khóa cửa, 4 chiếc còn lại đổ trước cửa gara. Người dân nhanh chóng cùng nhau đẩy 4 chiếc xe ô tô đi tránh lửa và ra sức dập lửa. Tuy nhiên do ngọn lửa quá lớn bùng cháy dữ dội, người dân đã gọi điện báo lực lượng chức năng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Đà Nẵng đã huy động 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ từ các đội chữa cháy lân cận nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa. Khoảng hơn 30 phút sau vụ cháy cơ bản đã được dập tắt ít nhất hai xe ô tô và một xe máy đã bị cháy rụi hoàn toàn một ô tô khác bị cháy xém nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra